Chào các bạn nha, mình là Thu Thủy Trần ở bên trái cây Quý Mộc. Hôm nay thì mình đang về vườn ở nhà mình, vườn măng cụt của Hai Bình Dương đây. Hôm nay thì một buổi sáng rất là an lành, trời nắng rất là đẹp và hồi tối đã có một cái cơn mưa rất là mát, cho nên là vườn măng cụt, đi trong vườn măng cụt rất là mát. Và hôm nay thì về nhìn những em măng cụt đã chín, đã chưa chín nhưng mà nó có cái độ già, nó đã căng cái trái rồi. Và cái nó đang cái chuyển qua cái giai đoạn là sẽ chín, chắc khoảng là qua tháng 5 đầu hay là giữa tháng 5 thì băng măng cụt bắt đầu sẽ chín nha. Để mình đưa cho các bạn xem này. Đó. Nhìn thấy cưng không các bạn? cái quả măng cụt màu xanh á thì nó khó để chúng ta nhận ra tại vì nó trùng với cái màu lá của cái cây. Đây, quả này quay cái quả cái cây này thì các bạn nhìn thấy này. Nhiều không các bạn? Đây măng cụt chi chít luôn nè. Các bạn nhìn thấy này, quả măng cụt này to quá không? Cái này gọi là quả măng cụt cồ nha các bạn. Quả măng cụt này to to lắm luôn. Đây, ở trên này rất là nhiều, để mình quay camera cho các bạn xem. Đây là măng cụt chưa chín chúng ta rất là khó nhận ra vì nó là màu xanh. Còn khi măng cụt nó chín nó có cái nó sẽ có cái màu hồng điểm. Nó màu hồng điểm nè các bạn. Đó. Màu điểm hồng thì nó sẽ nhìn thấy rõ hơn. Còn đây nó đang màu xanh. Các bạn nhìn thấy ở trên cây rất là chi chít các bạn. Nhiều ha. Đây. Thì hôm nay thì mình thấy có một vài quả măng cụt đã chín đầu mùa. Thì mình muốn mời cả nhà chúng ta cùng thưởng thức măng cụt nha. Cùng thưởng thức măng cụt của Hai Bình Dương nghe. Đây, mình để đây nha. Đây, mình sẽ để máy đây. Bây giờ là có cái quả măng cụt chín này, mình thấy chín cái màu như này là màu tím sẫm, xím sẫm, đỏ tím sẫm rất là đẹp rồi các bạn. Và cái đây là măng cụt chín đầu mùa. Măng cụt chín đầu mùa. Để chúng ta mà biết cái quả măng cụt nó chín hay chưa là chúng ta dùng, thứ nhất là chúng ta nhìn cái màu của vỏ nó đã chín màu đỏ sang có màu tím sẫm này. Thứ hai là chúng ta dùng cái tay chúng ta bóc nhẹ vào cái quả măng cụt, chúng ta thấy cái vỏ nó đã mềm đều lắm rồi, không có bị chỗ nào chai bị sượng hết. Thứ ba là chúng ta nhìn dưới đáy quả măng cụt 1 2 3 4 5 6, các bạn nhìn thấy này có 6 múi không ạ? 1 2 3 4 5 6, đúng các bạn, 1 2 3 4 5 6 nè, có 6 hoa thị thì ở trong này chúng ta sẽ có 6 múi. Bây giờ mình sẽ cùng tách cái quả măng cụt này và các bạn cùng thưởng thức với mình nha. Đây, chúng ta dùng cái tay, chúng ta để dưới hoa thị và chúng ta ấn một cái lực thẳng đứng với cái cuống của trái và chúng ta tách ra từ từ các bạn. Các bạn nhìn thấy đẹp không ạ? Rất là ngon đúng không ạ? Khi chúng ta mở ra chúng ta thấy cái vỏ trong nó đỏ như thế này thì rất là ngon. Đây. Và chúng ta dùng cái tay, nếu mà chúng ta đi vườn chúng ta không có dao chúng ta có thể dùng tay chúng ta tách như thế này. Chúng ta tách này và chúng ta tách ra thành một cái hoa măng cụt và chúng ta thưởng thức nha. Đây, các bạn nhìn thấy xinh không? Giống như một cái hoa vậy đó. Măng cụt chín cây nha, mình mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Mời cả nhà nha, măng cụt của Hai Bình Dương nè. Trời, cái hột tròn tròn ngon ghê. Múi rất là mọng nước. Vì là măng cụt đầu mùa trên cái độ chua nó vẫn còn hơi nhiều hơn so với măng cụt giữa mùa. Và giữa mùa, giữa tháng 5 hay là tháng 6 thì các bạn ăn sẽ ngọt hơn bây giờ. Nhưng mà trái cây thì đó là thuận tự nhiên, đầu mùa thì nó sẽ chua hơn giữa mùa một tí. Và cuối mùa là ngọt đậm đà nhất. Ngon quá. Thật là vui khi mà chúng ta trồng được những cái cây như thế này. Và đây là thành quả lao động của chúng ta trong suốt một năm. Một năm măng cụt mới có một mùa mà
và mình phải chăm sóc từ cái mùa năm ngoái khi mà đã thành phố đã cấm vận Covid, và tới năm nay là bây giờ măng cụt mới bắt đầu được một khoa cho trái một năm nữa. Thì đó là rất là vui vì hôm nay là măng cụt năm nay trái rất là to, măng cụt cầu rất là nhiều, măng cụt baby thì không nhiều. Có nhiều người bạn thích ăn cụt to, có nhiều người thích ăn măng cụt nhỏ, nhưng mà thôi rất là vui vì thành quả lao động của mình cũng đã có được kết hoa đơn, kết quả rồi. Cảm ơn cả nhà rất nhiều nha. Chúc các bạn một ngày cuối tuần an lành và hạnh phúc bên gia đình của mình. Cảm ơn và chào tạm biệt. Bye bye.